Sáng ngày 20 tháng 5, hơn 28.500 cử tri thuộc các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong đã tham gia bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay từ sáng sớm, tại các điểm bầu cử sớm của các huyện nói trên, đông đảo cử tri đã có mặt để tham gia vào một trong những ngày hội lớn nhất của đất nước trong năm 2016. Với 146 điểm bầu cử ở 34 xã, các cử tri của 4 huyện miền núi nói trên đã thể hiện trách nhiệm quyền lợi của mình trong việc tìm ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài, đại diện cho quyền lợi của quần chúng nhân dân. Hôm nay tôi rất vinh dự được đi bầu cử lần đầu tiên. Tôi cảm thấy rất vui vì được cơm lá phiếu và được bầu những đại biểu mà mình yêu thích nhất. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc ạ. Tôi lần này thì mà bầu cho Quốc hội thì lần thứ 14 rồi. Lần này cảm thấy cử tri cũng rất phấn khởi. Năm nay là 75 mùa rày, tôi rất vinh dự cầm lá phiếu để bầu vì tôi ở đất nước quê hương ở đây để bầu những người tin tưởng, có tín đồ, có năng lực, có nhiệt tình để phục vụ dân. Với các cử tri ốm đau, bệnh tật hoặc gặp hoàn cảnh đặc biệt, tổ bầu cử đã đưa hòm phiếu đến tận nhà để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Mặc dù nằm ở các địa bàn vùng cao, biên giới nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những năm qua, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Đời sống, trình độ dân trí từng bước được nâng cao. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.